Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có các ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh được tổ chức ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động điều hành kinh tế xã hội. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự kiến thông qua 6 nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh, điều chỉnh bổ sung mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt bổ sung các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án thu hồi đất để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Yên Mỹ, hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng và đầy đủ quy trình thủ tục theo quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác thẩm tra các nội dung trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Phú đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt bổ sung các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án thu hồi đất để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Yên Mỹ. Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đỗ Minh Tuân đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Công Thương báo cáo và dự thảo nghị quyết về đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030. Tại kỳ họp, sau khi nghe Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, nhất là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh ta trong những năm tới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề. Chúng ta phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020, đồng thời cũng phải xây dựng và chuẩn bị tốt những định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, trong điều kiện chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp các ngành tiếp tục quyết liệt hơn nữa, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, trong đó lưu ý các nhiệm vụ sau. Một là, đối với các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm cụ thể hóa và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Thứ hai là tiến hành rà soát đánh giá tình hình
nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19, và kịp thời có các giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020. Ba là Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động và thực hiện tốt vai trò, cầu nối với cử tri và nhân dân trong tỉnh, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng thời tham gia tích cực và có trách nhiệm cùng với các cơ quan hữu quan giải quyết hiệu quả và kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri.